Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube ngành may mặc của mình. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh thưa nhặt mũi chỉ, hay ở ngoài Bắc họ gọi là chỉnh mau thưa và hướng dẫn cho các bạn chỉnh rút giãn vải. Ở ngoài Bắc họ gọi là chỉnh co bay để các bạn có thể tự chỉnh được cái độ rút giãn của những cái loại vải thun hoặc là những cái loại vải không giãn và các bạn chỉnh được cái mật độ mũi chỉ theo cái mong muốn nhu cầu sử dụng của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phần chính video là hướng dẫn cho các bạn chỉnh Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh thưa nhặt mũi chỉ Của máy giác sổ à, Thì để chỉnh được thưa nhặt của máy giác sổ thì các bạn mở cái nắp hông này ra cho mình Mở cái nắp hông này ra à, Rồi Bây giờ các bạn nhìn kỹ cái đường chỉ trước khi mà mình chỉnh nha Thì nó đang rất là khít như thế này Rồi Thì để chỉnh được thưa nhặt mũi chỉ thì các bạn ở đây nó sẽ có một cái nút. Và có nhiều đời máy nhà sản xuất họ sẽ là thiết kế cái nút nhấn chỉnh thưa nhặt này ở vị trí khác nhau. À, thì đối với máy này thì cái nút nhấn nó này, này nó nằm ở đây. À, còn các bạn chỉ cần dò xung quanh ở cái khu vực này nếu cái nút nào mà các bạn thấy nhấn vào được là cái nút đó để chỉnh thưa nhặt mũi chỉ nha. À, và trước khi để chỉnh được thưa nhặt mũi chỉ thì cái nút nhấn này các bạn phải nhấn hết vào bên trong thì các bạn mới mới chỉnh được. Các bạn dùng tay trái nhấn thật mạnh vào cái nút và đồng thời tay phải các bạn sẽ xoay bu ly theo chiều máy chạy, xoay đến khi nào mà cái cái tay trái của bạn nhấn được cái nút nó vào sâu bên trong trên trong lóc máy như thế này. Đó, vào sâu bên trong nha. Thì lúc đó các bạn mới dừng quay lại. Các bạn ấn vào sâu thật sâu được như thế này. Thì lúc này bi À, cái nút nhấn này nó đã vào cái bi cam rồi. Khi này các bạn mới chỉnh được cái cam thưa dày của của máy nha. Và khi này các bạn mới bắt đầu xoay pulley để các bạn chỉnh thưa nhặt nè. Đó các bạn xoay số càng lớn thì nó sẽ càng thưa. À, có những máy nó mất cái số thì các bạn cứ xoay theo chiều kim đồng hồ nha. Thì nó sẽ thưa thưa chỉ ra. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. À, bây giờ mình sẽ mai lên một tấm vải mới để mình so sánh với tấm vải cũ coi cái đường mai của mình nó đã thưa ra được bao nhiêu à, so với cái cái đường mai cũ đây thì bây giờ đây là cái đường vắt sổ mình mới vừa mai xong và bây giờ mình sẽ lấy cái đường cũ để mình so sánh cho các bạn xem và bây giờ đây là cái đường mai cũ hồi nãy nè Bây giờ các bạn cùng nhìn xem à, cái đường bên trái là cái đường cũ và cái đường bên phải là cái đường mình mới vừa vắt xong thì các bạn thấy cái đường đường vắt sổ của mình nó đã thưa chỉ ra rất là nhiều so với lúc đầu chưa có chỉnh ha. Rồi để mà chỉnh máy vách sổ của mình nó nhặt chỉ lại các bạn cũng thao tác y như vậy và các bạn nhấn nút và các bạn xoay ly đến khi nào cái nút nhấn nó vào được bên trong y như vậy hồi nãy thì bây giờ các bạn mới bắt đầu chỉnh. Thì hồi nãy là mình xoay thuận kim đồng hồ, bây giờ mình sẽ quay ngược kim đồng hồ trở lại cho cái số nó nhỏ lại nè. Đó cho cái số nó nhỏ lại nha các bạn số nó nhỏ càng nhiều thì chỉ mình nó sẽ nhặt lại càng nhiều đó và khi này các bạn thả cái nút ra và các bạn uh, mai lên hàng các bạn test lại và bây giờ mình sẽ mai test lại cho các bạn xem uh, coi đường chỉ của mình nó đã, đã nhặt lại như thế nào đây thì cái đường chỉ của mình nó đã, đã, đã nhặt lại rất là nhiều rồi à, bây giờ mình sẽ lấy cái đường vải mẫu các bạn uh, so sánh cho các bạn xem nè đó Đó. Thì cái đường bên trái là mình vừa may, cái đường bên phải là cái đường chuẩn nãy giờ. Đó. Thì các bạn thấy cái đường may của mình nó đã, đã nhặt lại rất là nhiều rồi. Đó là cái cách chỉnh thưa nhặt mũi chỉ nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh rút giãn hay ở ngoài Bắc họ gọi là chỉnh co bay đó các bạn. À, để nó phù hợp với từng chất liệu vải của mà mình sử dụng để mình chỉnh cho nó đúng. Thì đây là cái cần gạt lên gạt xuống để cho các bạn chỉnh cái độ rút hoặc là nó giãn vải theo cái ý muốn của của mình ví dụ như các bạn xài may vải thun mà nó giãn quá thì các bạn chỉnh cho nó co lại còn nếu mà các bạn may cái, cái cái hàng mà nó không có độ co giãn mà nó hay bị nhăn vải các bạn phải chỉnh cho nó giãn ra để cái vải mình nó không bị nhăn rồi trước khi mà các bạn muốn điều chỉnh được cái thanh này nó lên xuống được thì các bạn phải nhớ mở vặn cái con ốc hãm này ra cho mình nha cái con ốc hãm này ra rồi khi này các bạn mới có thể gạt cái cần này lên xuống được thì bây giờ mình sẽ mình sẽ để cho cái cần này nè nó lên cao nhất có thể và mình sẽ xiết cái con ốc này lại có nghĩa là máy bây giờ của mình nó đã giãn hết cỡ nha các bạn và bây giờ mình sẽ test trên một lớp vải không có độ co giãn nha vải này là vải cứng nó không có độ co giãn như vải thun nha các bạn mình sẽ test cho các bạn xem coi nó như thế nào đó thì đối với vải không có độ co giãn thì các bạn nên chỉnh cái cần nó lên cao à, thì máy của mình nó sẽ không có bị nhăn vải nha đó thì các bạn thấy nó hơi lượn sóng một tí xíu, à, có 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 nghĩa là nó hơi giãn một tí xíu thôi nhưng mà đường chỉ như vậy cũng rất là ok rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nè, mình sẽ gạt cái cần này xuống. Bây giờ mình sẽ mở vặn con ốc hãm ra, mình sẽ đẩy đẩy cái cần này xuống sâu nhất có thể cho các bạn xem và mình sẽ siết cái cần siết à, con ốc hãm này lại và mình cũng test trên cái lớp vải à, lớp vải không giãn này coi nó sẽ xảy ra cái hiện tượng như thế nào rồi thì như các bạn thấy thì khi mà mình chỉnh cho cái cần nó đi xuống đồng thời là có nghĩa là vải của mình nó sẽ được rút lại rất là nhiều ha các bạn thấy nó rút nhăn vải của mình luôn, cái đường may của mình nó rất là nhăn. thì khi nào các bạn sử dụng cái trường hợp chỉnh cho nó rút đối với chỉnh rút giãn này thì ví dụ như bạn xài may vải thun á thì nó có cái độ co giãn nếu mà các bạn may mà thấy nó giãn quá các bạn chỉnh cho cái cần này nó đi xuống một tí xíu để cho nó rút vải của mình lại nó không có bị giãn quá. ví dụ như bây giờ mình thả cho cái cần nó nằm ở khoảng giữa nha các bạn, nó không lên hết nó nằm ở gần gần khoảng giữa thôi bây giờ mình sẽ chạy test lại một lần nữa thì có nhiều mức độ để cho các bạn chỉnh nó rút nhiều hay là nó rút ít hoặc là nó nó giãn nhiều hay là giãn ít à, tùy theo mình chỉnh cái cần nó lên cao hoặc là nó xuống thấp à, ở cái mức độ nào thì bây giờ mình đã thả cái cần ra à, một tí xíu rồi nó lên cao một tí xíu rồi thì các bạn thấy cái đường vải của mình nó đã bớt nhăn bớt nhăn thôi nha nhưng mà nó vẫn còn bị lượng lượn bị khựng khựng nè các bạn vẫn hơi nhăn nhăn một tí xíu đó có nghĩa là mình vẫn còn bây giờ mình sẽ thả nó lên cao hết trên cùng có nghĩa là nó giãn ra hết đối với những cái loại vải như là nó không có độ co giãn thì các bạn nên đừng có chỉnh rút cái cần nó xuống sâu quá nó sẽ làm cho mình mai nó sẽ bị nhăn vải nha Rồi sau khi mà mình đã chỉnh cho cái cần nó lên cao nhất tận cùng mình nè các bạn thì các bạn thấy cái đường may của mình nó rất là thẳng rồi nó không còn bị nhăn nữa ha cái này là nó chỉnh theo cái chất liệu vải ví dụ như bạn xài vải thun nó có độ co giãn thì bạn chỉnh cho nó rút lại quá giãn thì bạn chỉnh cho nó rút còn ví dụ như quá nhăn thì các bạn xả ra cho nó giãn ra tùy cái nhu cầu cái chất liệu vải mà mình chỉnh cho nó phù hợp với cái đường may của mình để cái đường may của mình nó được đẹp Trước khi tiếp tục video thì cho em xin 30 giây để quảng cáo. Hiện tại em đang bán các dòng máy may công nghiệp, máy may gia đình, máy may cũ giá rẻ, máy may chính hãng và bán tất cả các dòng máy cắt, máy cắt vải, máy cắt cầm tay, bàn nguội hơi nước và cử các loại cử nha, cử viền, cử lé, hay là cử máy cắt sổ, cử máy một kim. Thì à, em có nhận chỉnh sửa máy tại nhà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị em nào có nhu cầu à, sửa máy hoặc là mua máy may thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 0784315777 à